thầy của Messi thổ lộ nỗi niềm rồi từ chức. Messi và những cựu sao của Barcelona không thể vào vòng tranh ngôi vô địch nên huấn luyện viên Gerardo Martino phải ra đi. Thứ sáu tới, câu lạc bộ Inter Miami sẽ tổ chức buổi họp báo nhằm tạo cơ hội cho nhà cầm quân. Huấn luyện viên Gerardo Martino có biệt danh Tata của Inter Miami giải bày rồi chia tay câu lạc bộ. Ông thầy của Messi, huấn luyện viên Gerardo Martino cũng là người đồng hương của Messi, từng dẫn dắt Barcelona lẫn đội tuyển Argentina. Người thầy của Messi, huấn luyện viên Gerardo Martino gia nhập câu lạc bộ Inter Miami hồi tháng 6 năm 2023 sau hơn 3 năm dẫn dắt tuyển Mexico khi thất bại trong việc giúp Mexico vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Một thành tích tệ hại nhất của tuyển Mexico trong lịch sử 45 năm. Về với Inter Miami, huấn luyện viên Gerardo Martino dẫn dắt dàn cựu sao Barcelona, trong đó gồm Messi, Busquets, Suarez. Qua mùa giải hiện tại, Inter Miami vừa thất bại trong việc vào vòng playoff tranh ngôi vô địch toàn giải khi bị Atlanta UTD đánh bại 3-2. Mùa này huấn luyện viên Gerardo Etata y Martino dẫn Inter Miami có 74 điểm qua 22 thắng, 8 hòa và 4 thua. Nhưng vấn đề là Inter Miami thất bại vòng playoff khi để Atlanta UTD đánh bại 3-2. Huấn luyện viên Gerardo Martino tuyên bố từ chức và lãnh đạo câu lạc bộ Inter Miami sẽ tổ chức họp báo vào thứ sáu tới để cho nhà cầm quân người Argentina chia sẻ. Về dẫn dắt Inter Miami, huấn luyện viên Gerardo Martino giúp đội vô địch League Cup 2023 khi có sự hiện diện của Messi và Sergio Busquets. Trước đó khi đến với đội tuyển Mexico thì huấn luyện viên Gerardo Martino dẫn dắt Atlanta UTD vô địch giải nhà nghề Mỹ năm 2018. Lần đó huấn luyện viên Gerardo Tata Martino không chọn cách gia hạn hợp đồng với Atlanta UTD mà chia tay. Atlanta UTD cũng là đội bóng vừa gây sầu cho huấn luyện viên Gerardo Tata Martino cùng Messi và những cựu sao Barcelona. Thứ sáu này huấn luyện viên Gerardo Martino giải bày nguyên nhân từ chức huấn luyện viên trưởng Inter Miami. Tuy nhiên nắm trong tay một dàn sao như thế mà Inter Miami không thể vào tranh ngôi vô địch giải nhà nghề Mỹ thì cũng dễ hiểu áp lực như thế nào đặt lên huấn luyện viên 61 tuổi này.